Tại kỳ họp lần 1 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC, ABAC, được tổ chức từ ngày 19 đến 23 tháng 2 năm 2017, đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế, kết nối khu vực với việc thúc đẩy 3 trụ cột là kết nối thể chế, kết nối con người và kết nối cơ sở vật chất, phát triển bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, và thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp. Sau kỳ họp, ABAC đã đưa ra nhiều khuyến nghị đối với các nước thành viên APEC. Bên cạnh đó, các hoạt động của năm APEC Việt Nam 2017 như Diễn đàn Khởi nghiệp APEC, Diễn đàn Doanh nhân nữ APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC sẽ tiếp tục diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2017.